Xin chào mọi người đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Trầm Nịch, giọng đọc Lãm, chương 15. Ngũ Tử Ngang há hốc mồm rồi lại ngậm miệng. Hắn im lặng cúi đầu thật lâu, trong lòng suy nghĩ làm cách nào để hoàng thượng đánh mất cái ý niệm này. Tần Ca nhếch môi, nâng tay đặt lên đầu của Ngũ Tử Ngang. Thay ta suy nghĩ, đem cái vị công chúa kia đưa cho ai? Ngũ Tử Ngang lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt là kinh hỉ. Khi hắn nhìn thấy khóe miệng đang mỉm cười của Tần Ca thì mới nhận ra Tần Ca đang trêu đùa mình. Trong mắt xẹt qua âm trầm, Ngũ Tử Ngang kéo tay của Tần Ca xuống rồi lớn mật nắm lấy. Hoàng thượng, xem ai thuận mắt thì đưa tới cho người đó. Khẩu khí cực kỳ tùy tiện, coi như là đối phương cũng chỉ là một nữ tử bình thường. Tần Ca không có rút tay về, để mặc cho Ngũ Tử Ngang sưởi ấm. Sự tình này có một thì sẽ có hai, phải tìm biện pháp ngăn chặn tận gốc mới được. Ngô Tử Ngang hiển nhiên ra sức gật đầu, còn chủ động đem chuyện này gánh vác. Hoàng thượng cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp chu toàn cho hoàng thượng. Xong chuyện, Tần Ca rút tay về. Ta hỏi cung, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Hoàng thượng, giữ lại thân mình đang muốn đứng dậy của Tần Ca, Ngô Tử Ngang nói một cách nghiêm túc. Đêm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi. Gót chân của Tần Ca đột nhiên muốn mềm nhũn, một câu đơn giản như vậy cũng đã đủ khiến cho hắn động tình. Tần Ca không phải là một người có bàn chân mẫn cảm, nhưng giờ khắc này hắn lại cảm thấy dị thường mẫn cảm, khiến cho hắn không thể không hoài nghi là Ngũ Công Công đang rửa chân cho hắn cố ý. Thái độ của người rửa chân rất nghiêm túc, tư thế cung kính, trước sau đều không bỏ sót. Nhưng chính bàn tay đang so nắng trên chân của hắn lại khiến cho hắn phi thường khổ sở. Không thể nhịn nổi, Tần Ca dùng sức rút chân về, bình tĩnh đối diện người đang kinh ngạc nhìn mình. Được rồi. Ngũ Công Công vừa nghe được rồi thì muốn đi rửa bàn chân còn lại của hoàng thượng, nhưng Tần Ca tùy tiện đưa hai chân chà sát vào nhau rồi nâng chân ra khỏi chậu nước. Lau khô đi. Nếu cứ tiếp tục rửa chân như vậy thì hắn sẽ không thể áp chế được chính mình mà thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng mất. Khi lau chân cho Tần Ca thì bàn tay của Ngũ Tử Ngang vô tình cố ý mà cọ nhẹ vào mắt cá chân của Tần Ca. Tần Ca lại dùng sức rút chân ra, khàn khàn mà nói, đủ rồi. Sau đó mang vào hài rồi vội vàng bước nhanh vào phòng ngủ, không nhìn thấy người phía sau đang cười một cách xấu xa. Nhanh chóng leo lên giường, tiến vào ổ chăn, Tần Ca xoay mặt về vách tường, quấn chăn thật chặt mình, dục vọng giữa hai chân làm cho hắn khó chịu, càng làm cho hắn căm tức. Hắn đã đau khổ kìm né như thế mà người nọ vẫn cứ liên tục khiêu khích hắn. Mặc kệ Ngũ Tử Ngang có phải cố ý hay không thì hắn vẫn muốn trừng trị cho thích đáng. Ngũ Tử Ngang sau khi thu dọn xong thì đứng ở đầu giường, nhếch môi nhìn người trên giường. So với vẻ uy nghiêm thường ngày thì lúc này Tần Ca tựa như một người khác, không dám tiếp tục quá phận. Ngũ Tử Ngang thổi tắt cái ngọn đèn ở trên đầu giường rồi buông rèm xuống. Chiếc giường không quá lớn bởi vì có thêm Ngũ Tử Ngang mà càng thêm chật chội. Nằm ở nơi này, Ngũ Tử Ngang liền nhớ đến đêm hôm đó cùng Tần Ca hoang ái. Hắn liếm liếm môi, nay hắn vì chuyện hôn sự mà cảm thấy rất phiền lòng, thật sự là phải kìm nén rất nhiều. Hắn không biết Tần Ca không nạp phi là vì hắn hay là vì thân mình không thích nữ sắc. Hắn không thể hỏi, mặc kệ vị trí của hắn ở trong lòng của Tần Ca như thế nào, thì có một số việc hắn chỉ có thể suy đoán và cân nhắc mà không được phép hỏi. Cũng như khi hắn tỏ thái độ rõ ràng thì Tần Ca cũng sẽ không hỏi hắn có thích Tần Ca hay không. Nếu bọn họ chỉ là những người bình dân thì hắn căn bản sẽ không phải băn khoăn nhiều như vậy. Hắn sẽ trực tiếp trói Tần Ca rồi dẫn Tần Ca cao bay xa chạy, nhưng hắn không làm được. Tiền triều từng có hoàng đế và thần tử cấu kết cũng không có kết cục tốt đẹp. Hoàng đế tuy là vua của một nước nhưng có rất nhiều lúc không thể không khuất phục thần tử. Nhất là khi quần thần liên thủ phản đối, không muốn trở thành bạo quân để lại tiếng xấu muôn đời thì hoàng đế chỉ có thể nhượng bộ, cuối cùng hy sinh thần tử được sủng ái kia. Còn nếu không thì hoàng đế nạp phi
thần tử thành thân, lấy phương thức như vậy để che giấu tình cảm của hai người, lừa gạt thế nhân, lại làm khổ lẫn nhau. Tần Ca quyết tâm không nạp phi, quyết tâm làm cho hắn trở thành quyền thần nắm cả thiên hạ, lại cố ý muốn lập nhi tử của hắn làm thái tử, vì hắn mà lo lắng hết thảy, chính là không muốn để hắn bị chịu ủy khuất, nhưng Tần Ca thì lại tự chính mình bị ủy khuất. Ôn Nhu nhìn Tần Ca đang đưa lưng về phía hắn, Ngô Tử Ngan lại một lần nữa hối hận vì sự ngu dốt của mình. Nếu hắn có thể sớm phát hiện, nếu hắn có thể phát hiện sớm, kìm lòng không được mà tháo xuống búi tóc của Tần Ca. Ngô Tử Ngan xõa dài mái tóc của Tần Ca rồi hít thật sâu. Tần Ca xoay người lại thì thấy Ngô Tử Ngan đang cầm lấy cái lọn tóc của mình đặt lên chóp mũi để ngửi. Căm tức ở trong lòng của Tần Ca quá thành rung động. Hoàng thượng, ta rất lo lắng. Lo lắng cái gì? Ngô Tử Ngan buông tóc của hắn xuống, vẻ mặt đầy lo lắng. Hoàng thượng chính trực tráng niên, ngài không nạp phi, ngộ nhỡ kìm nén ảnh hưởng thân thể thì... Ngô Tử Ngan nói mập mờ đầy ẩn ý. Tần Ca lại hiểu rõ, chỉ thấy thần sắc của Tần Ca trở nên lạnh lùng, cực kỳ tức giận. Ngươi đừng bận tâm chuyện của ta. Tâm can chỉ ở trong khoảnh khắc bị bóp chặt, Tần Ca đau đớn xây lưng lại. Nếu là người bên ngoài mà dám hỏi hắn như vậy thì nhất định hắn sẽ chém đầu cái kẻ đó. Hoàng thượng! Ngô Tử Ngan lớn mật ôm chầm lấy Tần Ca, áp chế không cho Tần Ca xoay lưng đi. Sau đó hắn nói thẳng, Hoàng thượng, hãy để ta giúp ngài. Giúp cái gì? Tần Ca kinh sợ ngây người đến mức quên cả tức giận. Hoàng thượng, hãy để ta giúp ngài. Ngô Tử Ngan vẫn nói một câu như thế, nói xong liền chui vào trong chăn của Tần Ca, căn bản không cho Tần Ca có cơ hội cự tuyệt. Làm càn! Đè lại bàn tay đang thoát hạ xuống hà y của hắn, nhưng Tần Ca không biết hiện giờ khí thế của mình hoàn toàn không có đủ. Ngô Tử Ngan nói một cách nghiêm túc, Hoàng thượng, ngài không muốn tìm Dung Chi tục phấn, ta cũng không ép ngài nạp phi như những người khác. Nhưng đêm khuya thanh vắng là lúc ta lại vì thế mà lo lắng long thể của hoàng thượng chịu đựng nhiều năm cô tịch. Ta nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ ra được biện pháp đại nghịch bất đạo này. Hoàng thượng, ngài hãy để ta giúp ngài đi. Ta không cần. Bắt hắn xích lọ trước mặt của Ngô Tử Ngan, đem tất cả tâm tư trần trụi đặt ở trước mặt của Ngô Tử Ngan. Không, hắn không làm được. Hoàng thượng, ngài hãy để cho ta hầu hạ ngài một lúc. Nếu ngài không thích, thì sau này ta sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Ngài trị tội ta thế nào cũng được. Chuyện như vậy ở trong quân ngũ cũng không có hiếm thấy. Ta cũng là vô tình nghe được có người nói đến, nên mới nghĩ ra cái ý này. Hoàng thượng, ta là thần tử của ngài, là nô bộc của ngài, ngài hãy để ta giúp ngài đi. Ngô Tử Ngan khẽ cọ vào dục vọng của Tần Ca qua cái lớp hạ y. Tần Ca gầm nhẹ, lớn mật, làm càn. Ngô Tử Ngan, ngươi cút đi cho ta. Ngô Tử Ngan ôm lấy Tần Ca, làm cho hạ thân của mình và hạ thân của Tần Ca cùng kề sát vào nhau. Tần Ca tức giận, mở to đôi mắt, một vật cứng rắn không thuộc về hắn đang đặt giữa hai chân của hắn. Hoàng thượng, hãy để cho ta giúp ngài, ta sợ hoàng thượng kìm nén sẽ ảnh hưởng đến long thể. Ngô Tử Ngan giải khai hạ khố của chính mình, hắn sắp kìm nén hết nổi rồi. Thiệt là làm càn. Lồng ngực của Tần Ca phập phồng kịch liệt, nhưng không tiếp tục dãy dụa nữa. Cái làm càn đang thoát xuống hạ y của hắn, dục vọng đang khẽ ngẩng đầu của người nọ, nắm ở trong tay. Tần Ca cắn răng mà chịu đựng. Hoàng thượng, lúc trước là ta hồ đồ, Tiếu đại nhân bảo ta khuyên hoàng thượng nạp phi, ta chưa hỏi ý tứ của hoàng thượng mà đã tự tiện viết thư cho ngài, khiến cho ngài khó chịu. Nếu ta biết hoàng thượng căn bản không muốn nạp phi, thì ta tuyệt đối sẽ không viết lá thư đó để khiến hoàng thượng thêm ấm ức. Ngô Tử Ngan cong lưng ngồi dậy, trong bóng đêm cái miệng của hắn chạm phải dục vọng của Tần Ca. Hai tay của Tần Ca bó chặt xuống điểm giường, dục vọng ngây ngô bị ngậm vào trong miệng. Ngay tại thời điểm hai người đều thanh tĩnh như thế, hắn sắp chịu không nổi. Tần Ca nắm lấy tóc của Ngô Tử Ngan, cắn chặt răng. Đủ rồi! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì lý trí của hắn sẽ sụp đổ mất. Hắn sẽ đem hai chân đặt trên lưng của Ngô Tử Ngan để cho Ngô Tử Ngan tiến vào trong cơ thể của chính mình. Ngô Tử Ngan luyến tiếc liếm vài vòng, lúc này mới chịu nằm lại bên người của Tần Ca.
Nhưng hắn cũng không có thối lui, mà lại cầm lấy dục vọng của Tần Ca và của chính mình bao lại cùng một chỗ. Tần Ca rên rỉ, lúc này không ngăn cản Ngụ Tử Ngang. Động tác kế tiếp của Ngụ Tử Ngang khiến cho hắn vừa căm tức, vừa chìm đắm ở trong dục vọng do chính Ngụ Tử Ngang gây ra cho mình. Ngụ Tử Ngang không tiến vào cơ thể của Tần Ca, bây giờ chưa phải lúc. Hắn chỉ đem dục vọng của hắn và Tần Ca bao lại cùng một chỗ, rồi di chuyển lên xuống. Trong cơn động tình, Ngụ Tử Ngang khó chịu một cúi đầu hôn môi Tần Ca. Đối phương đột nhiên mở to đôi mắt. Sự kinh hoàng trong đôi mắt của Tần Ca khiến hắn đau đớn. Tần Ca bị động thừa nhận nụ hôn sâu của Ngụ Tử Ngang, bị đối phương dẫn dắt, hai người cùng nhau dây dưa. Trong sự bị động, Tần Ca dùng sức cắn môi của Ngụ Tử Ngang, máu loạn dung hòa trong miệng của cả hai. Nhưng Ngụ Tử Ngang không thối lui, mà ngược lại càng hôn kịch liệt hơn nữa. Giữa cơn mê loạn, Tần Ca xuất ra long tinh của chính mình trong tay Ngụ Tử Ngang. Chỉ chốc lát, người còn lại cũng mang tinh hoa hòa quyện với long tinh của Tần Ca cùng một chỗ. Môi lưỡi của hai người vẫn giao truyền sâu sắc như cũ. Qua một hồi lâu, nhận thấy thân thể của Tần Ca hơi lạnh một chút, Ngụ Tử Ngang đành phải thối lui, kéo lấy chiếc chăn đã bị hắn đá xuống giường để mà đắp cho Tần Ca. Ngụ Tử Ngang bước xuống giường để rửa sạch sẽ. Hắn không thắp đèn mà chỉ lau sạch sẽ cho Tần Ca trong bóng đêm, rồi mới mặc vào hạ y cho Tần Ca. Không nhìn xuống chiếc chăn của mình đã bị đá văng từ lâu, Ngụ Tử Ngang chui vào trong chăn của Tần Ca. Lúc này Tần Ca đang xoay lưng về phía hắn, khẽ liếm cái bờ môi bị cắn nát. Hắn cao hứng mà nói, "Hoàng thượng, như vậy thì ta mới an tâm." Tần Ca không có hé răng, hai tay nắm chặt thành quyền. Cái tên lưu manh này không để ý đến cái cổ ngọt ngào trong lòng, lúc này Tần Ca lại quyết định phải nhận tâm. Tờ mờ sáng hôm sau, Tần Ca không để ý tới lời khẩn cầu than thở của Ngụ Tử Ngang, lạnh mặt mà bí mật quay về cung. Nghe ngóng ở vách tường cả đêm, Ôn Quế vô cùng buồn bực. Tối hôm qua Hoàng thượng Vương gia dường như rất im lặng, không có tranh chấp. Nhưng mà tại sao sáng sớm thức dậy thì Long Nhan lại nổi cơn thịnh nộ như vậy? Hắn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì sau hừng đông Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ. Lương Vương Ngụ Tử Ngang lâm triều muộn, ở trong phủ tự suy ngẫm 3 ngày, phạt 5.000 ngân lượng. Thu dọn tiểu viện, Ngụ Tử Ngang hồi phủ thay đổi xiêm y. Vừa mới đến hoàng cung thì nhận được thánh chỉ như thế, hắn không thể không thở dài mà quay ngựa về phủ để mà tự suy ngẫm. Vừa vào phủ lại vội vội vàng vàng bảo quản gia lấy ngân lượng đi giao cho công công tuyên chỉ. Thánh chỉ này gây kinh hại cho cả vương phủ lẫn Liễu phủ, cũng có không ít người ngầm suy đoán. Lương Vương tiến cung kỳ thật cũng không tính là muộn, trong triều vẫn còn vài vị trọng thần khi đó vẫn chưa ra khỏi phủ. Vì sao Hoàng thượng lại cố tình phạt một mình Lương Vương? Chẳng lẽ Hoàng thượng rốt cuộc đã ý thức được cái sự tồn tại của Lương Vương là uy hiếp đối với triều đình? Có người vui mừng, cũng có người ưu tư, có người âm trầm xem chừng diễn biến. Trong vương phủ, Phạm Lão Thái Thái lo lắng mà hỏi, "Tử Ngang, thật sự là không có việc gì sao?" "Không có việc gì, thì tại sao đang yên đang lành Hoàng thượng lại phạt ngươi? Ngươi đừng giấu ta, cô nãy nãy có thể chịu đựng được." Ngụ Tử Ngang lẩm bẩm nói, "Thật sự là không có gì, cô nãy nãy cứ yên tâm." Phạm Ngụ Thị làm sao có thể yên tâm được chứ? "Người để cho Tử Anh và Tử Hoa đi hỏi thăm một chút, vì sao Hoàng thượng lại đột nhiên giáng tội ngươi? Còn có, Tử Ngang, môi của ngươi bị làm sao vậy?" Môi dưới bị cắn nát, nhưng Ngụ Tử Ngang cũng không có dám mở miệng, chỉ có thể lẩm bẩm, "Ta mới từ Lương Châu trở về, Hoàng thượng muốn cho ta nghỉ ngơi vài ngày, lại không tiện nói rõ để tránh cho người khác ganh tị, nên mới hạ thánh chỉ như vậy, cũng là muốn cho ta yên tĩnh mấy hôm đó thôi." "Ra là như thế sao?" Nghe rất là có đạo lý, ngẫm lại lòng ân của Hoàng thượng dành cho Ngụ gia, Phạm Ngụ Thị lúc này mới an tâm, nàng lại hỏi, "Vậy còn miệng của ngươi thì sao? Là do ai cắn?" Ngụ Tử Ngang ngây ngây ngô ngô mà cười vài tiếng, có một chút ngượng ngùng nói, "Bị miêu cắn." "Hả?" Sau khi nói lòng vòng để trấn an cô nãy nãy, Ngụ Tử Ngang thành thành thật thật mà quay về độc tâm cơ của mình để suy ngẫm. Chờ đến khi thời tiết ấm áp, hắn muốn cùng Tần Ca ở trên chiếc giường rộng lớn kia thân thiết một phen. Tối hôm qua hắn và Tần Ca có một chút tiến triển, Ngụ Tử Ngang mừng như điên. Duy nhất đáng tiếc chính là hắn chỉ làm có được có một lần, hoàn toàn không có đủ.
Bất quá ai bảo người mà hắn để ý là hoàng đế làm chi. Nghĩ đến đây thì Ngũ Tử Ngang lại cảm thấy phiền muộn. Hắn sắp thành thân mà lại không thể từ hôn, phải chờ đến khi hắn sinh nhi tử thì mới có thể giải thoát được. Nhưng nghĩ đến cái việc hắn không thành thân thì Tần Ca sẽ thành thân sinh nhi tử, Ngô Tử Ngang cảm thấy cứ để mình sinh đi là tốt nhất. Để điều tra vũ nữ chạm vào hoàng thượng ngày hôm qua có bị đuổi ra khỏi cung hay chưa. Hạ lệnh trong gian phòng không người, Ngô Tử Ngang liếm liếm cái khóe miệng của mình, răng miêu thật sự là rất sắc bén. Tuy rằng Tần Ca sầm mặt mà tiếp kiếm quần thần ở tay Nọn Cáp khiến cho bọn quan viên hoảng sợ trong lòng, bất quá hắn chỉ hạ lệnh cho tôn tử 26 tuổi Đường Mục của tiên sư Trần Hy Ngôn nhậm chức Hoài Nam bố sứ chính, khiến cho bọn quan viên cho rằng hoàng thượng thiên vị Lương Vương phải ngậm miệng. Tần Ca lại thu xếp cho vài vị đại thần ở trong triều vào cái vị trí không tính là quá trọng yếu, cũng không tính là thanh nhàn, coi như là bình ổn tâm tư của bọn họ. Khi lâm triều, Tiếu Thọ cầu tình giúp Lương Vương bị Tần Ca trách mắng, khiến cho Liễu Nhiễm kinh hồn bạc vía, sợ sự tình lại càng thêm rắc rối. Để mặc cho mọi người đón tới đón lui, sau khi lâm triều thì Tần Ca đến Đông Nọn Cáp, lệnh cho Ôn Quế đem cầm đến. Nghe tiếng đàn câu được câu không, Ôn Quế cảm thấy tâm tình của hoàng thượng xem như là không tệ. Nếu đã như vậy thì vì sao hoàng thượng lại phạt vương gia? Hắn muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, cuối cùng thật sự là kìm nén không nổi, nên hắn tìm cơ hội mà đi hỏi Khổng Tắc Quy. Tối qua hoàng thượng vương gia cãi nhau hay sao? Đang dựa vào góc tường chợp mắt, Khổng Tắc Quy khẽ mở mắt, sau đó phun ra một câu: "Ta đói bụng, làm phiền Ôn công công lấy cho ta một chút thức ăn đi." Ôn Quế tức giận đến đỏ mặt, xoay người bước đi. "Ta đang rất bận." Khổng Tắc Quy lại nhắm mắt lại, tiếp tục làm vật trang trí. Tần Ca lạnh nhạt với Ngũ Tử Ngang 3 ngày, ở trong cung uống trà gậy cầm, không để ý đến Lương Vương. Chẳng qua lúc không có người thì hắn sẽ trầm tư rất lâu. Mà Ngũ Tử Ngang cũng thành thành thật thật ở trong phủ tự suy xét, không tiếp tục lệnh cho người truyền lời ngủ ngự trù nấu ăn nữa. 3 ngày sau khi trời vẫn còn chưa sáng, thì Ngũ Tử Ngang đã đứng chờ trước cửa hoàng cung, lúc này tuyệt đối không có được đến muộn. Bọn quan viên cũng đến rất sớm, mọi người nhìn thấy Lương Vương thì câu đầu tiên chính là: "Vương gia sớm." Câu thứ hai chính là: "Vương gia, chuyện gì xảy ra với môi của ngài vậy? Bị cái gì cắn hay sao?" Ngô Tử Ngang nghe như vậy mà cười mỉa vài tiếng, rồi lẩm bẩm: "Bị miêu cắn." Liễu Nhiễm nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra với hoàng thượng vậy? Vì sao đang yên đang lành lại phạt ngươi?" Ngô Tử Ngang ủy khuất mà lắc đầu: "Không biết." Liễu Diễm đã lâu rồi cũng chưa có cắn răng đến mức đau buốt như vậy. Lúc này không biết là ai trước khi lâm triều lại lan truyền tin tức nguyên nhân mà Ngũ Tử Ngang bị phạt. Vết thương trên môi của Lương Vương Ngũ Tử Ngang không phải bị miêu cắn mà bị một nữ tử vô danh cắn. Tin đồn vào buổi tối thứ ba hôm trước, Lương Vương không ở trong phủ, chẳng biết đi đâu, ngày hôm sau trở về thì môi bị cắn. Ngẫm lại thì ai có thể cắn được môi của hắn, khẳng định là lúc thân thiết nên bị cắn mà thôi. Truyền đến truyền lui cuối cùng trở thành là đêm nọ Lương Vương thừa dịp say rượu mà cưỡng hôn khuê nữ nhà lành, khiến cho đối phương phản kháng mà cắn nát môi. Hoàng thượng biết được cái việc này nên sau đó chừa cho hắn một cái chút thể diện mà hạ lệnh cho Lương Vương ở trong phủ suy ngẫm 3 ngày. Lúc lâm triều, chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của hoàng thượng đối với Lương Vương, còn Lương Vương thì sợ sệt cúi đầu im lặng cũng đủ biết rồi. Sau khi thượng triều chấm dứt, Tần Ca không có lưu lại Ngũ Tử Ngang. Ngũ Tử Ngang thì thành thành thật thật mà đến Nội Các làm việc. Bây giờ hắn chưa chính thức tiến vào Nội Các, nhưng hắn là vương gia, luận về thân phận thì tuyệt đối có tư cách đi vào nơi này. Vì vậy trước khi Tần Ca hạ chỉ thì hắn ở trong Nội Các giúp xử lý vài chuyện không quan trọng. Kỳ thật chức trách chủ yếu là ngồi ở đó một chỗ uống trà. Bởi vậy rất nhanh đã đến giờ ngọ. Tiếu Thọ nhìn không có được mà lén hỏi hắn có thật sự là đùa bỡn với khuê nữ nhà lành hay không, cho nên mới bị cắn nát môi như vậy. Ngô Tử Ngang thiếu chút nữa thì sặc nước trà lên mặt của Tiếu Thọ. "Cái gì? Ai mà lại đi truyền lung tung như vậy? Bổn vương mà lại đi cưỡng bức khuê nữ nhà lành hay sao?" Ngô Tử Ngang đập mạnh cái xuống bàn.
Mấy vị đại thần nội các vện tai nghe lén, cơ hồ muốn điếc cả màng nhĩ. Chỉ chốc lát sau lại có một phiên bản khác. Buổi tối Lương Vương ra ngoài uống rượu, bị một nữ tử đã thầm thương trộm nhớ rất lâu rồi cưỡng hôn. Trong lúc dãy dụa, môi của Lương Vương bị cắn nát. Việc này rất mất thể diện, vì vậy tối hôm đó Lương Vương không hồi phủ, cho nên mới dẫn đến phiền phức như vậy. Hoàng thượng thông cảm, lệnh cho Lương Vương ở trong phủ tự suy ngẫm. Một chưởng đập mạnh xuống bàn, trước mắt Tần Ca đầy sương mù. Ông Quế sợ tới mức rụt lui cổ. Những lời này là do ai truyền ra? Cưỡng hôn? Ta cưỡng hôn hay sao? Thầm thương trộm nhớ? Ta mới không thầm thương trộm nhớ hắn. Người bị Ngũ Tử Ngang lần đó giúp đỡ mà hoảng loạn tâm tư, đang nghiến răng nghiến lợi. Bẩm hoàng thượng, hình như là từ trong nội các truyền ra. Lúc trước tin đồn là vương gia phi lễ với khuê nữ nhà lành, bị người ta cắn nát môi. Sau đó không biết vì sao lại trở thành tin đồn như vậy. Ông Quế trộm nhìn hoàng thượng, suy đoán nguyên nhân hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ. Đêm đó ở cùng với vương gia chỉ có hoàng thượng, chẳng lẽ? Ông Quế vội vàng cúi đầu, hóa ra là vương gia cường bạo hoàng thượng. Lệnh cho Lương Vương lập tức tới gặp trẫm. Thân là trọng thần triều đình mà không biết xả thân vì xả tắc, chỉ biết nghe cái lời thị phi vô căn cứ. Phạt mỗi người 2 tháng bổng lộc, kẻ nào còn lắm mồm thì trẫm sẽ tháo mũ ô sa của hắn xuống. Dạ, hoàng thượng. Ôn Quế vội vàng chạy đi truyền chỉ, trong lòng cười trộm. Vô duyên vô cớ phạt 2 tháng bổng lộc, 5 vị đại nhân ở trong nội các khóc không ra nước mắt. Tin đồn này cũng đâu phải do bọn họ lan truyền ra đâu chứ. Mọi người đều liếc mắt về phía Lương Vương. Vì bình ổn lửa giận ở trong lòng của bọn họ, Ngô Tử Ngang lén lút ám chỉ sẽ bù lại tổn thất cho bọn họ, tạm thời trấn an được mọi người. Sau đó Ngũ Tử Ngang chạy như điên tới gặp hoàng thượng, bộ dáng chột vạ vì làm sai chuyện gì đó. Mọi người nhìn thấy thì không hiểu nguyên nhân, chẳng lẽ lời đồn thật sự là giả hay sao? Tiến đến tay nõn cát, Ngũ Tử Ngang lập tức trưng ra một cái bầu mặt mỉm cười ôn nhu. Hoàng thượng, ngài rốt cuộc cũng chịu gặp ta. Tần Ca lạnh mặt, không có nói lời nào. Sau khi xảy ra cái chuyện kia thì hắn có phần không muốn gặp Ngũ Tử Ngang quá nhiều. Không gặp thì phiền lòng, mà gặp rồi thì lại càng phiền hơn. Ngũ Tử Ngang ra hiệu cho Ôn Quế, Ôn Quế lui xuống, trong phòng chỉ còn lại 2 người. Ngũ Tử Ngang tiến lên cầu xin tha thứ. Hoàng thượng, ngài cắn thì cũng đã cắn rồi, phạt cũng đã phạt rồi, ngài đừng có giận ta nữa. Lúc này Tần Ca mới phát hiện vết thương trên môi của Ngũ Tử Ngang quả thật là không có nhẹ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đáng đời cái tên lưu manh này. Thấy hoàng thượng vẫn không có chịu mở miệng, Ngô Tử Ngang đành phải thì thầm bên tai của Tần Ca. Hoàng thượng, ta chịu không nổi khi ngài không để ý đến ta. Cơn giận của Tần Ca nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Hắn đẩy Ngô Tử Ngang ra, sau đó lạnh mặt nói. Ngươi giải quyết chuyện này cho ổn thỏa, đừng để ta nghe thấy tin đồn như vậy nữa. Được, ta cam đoan ngày mai sẽ không còn người nói lung tung nữa. Ngô Tử Ngang vội vàng cam đoan, lại vội vàng chăm trà cho Tần Ca. Đến khi thấy thần sắc của Tần Ca dần dần trở nên nhu hòa, khóe miệng cũng mang theo nụ cười thản nhiên, thì Ngũ Tử Ngang mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đêm hôm đó người này đã tức giận không ít. Mặc dù biết Tần Ca mất hứng, nhưng hắn vẫn sẽ làm như vậy. Giờ ngọ, Tần Ca để Ngũ Tử Ngang dùng bữa cùng với hắn xong, mặc kệ bá quan văn võ thì mờ mịt. Trong lúc dùng bữa, Ngũ Tử Ngang nói cái này nói cái kia ở bên tai của Tần Ca. Tần Ca sau khi cân nhắc thì mới gật đầu đồng ý. Dùng cơm xong, Ngũ Tử Ngang cung kính lui xuống. Người ngoài xem ra cái chuyện này cũng không có là gì. Vào ban đêm, Ngũ Tử Ngang thăm viếng lão hổ Hoàng Độ, thuận tiện nhìn xem nhị đệ trong quân có thích ứng được hay không. Trong lúc nói chuyện, hai người đương nhiên hỏi thăm về vết thương ở trên môi của Ngũ Tử Ngang. Ngũ Tử Ngang ngượng ngùng nói. Nói ra thật mất mặt, đêm đó ta thèm ăn nên đi mua một ít cá nướng, vừa ăn vừa tản bộ về nhà, kết quả bị một con miêu từ trên tường nhảy xuống, gặm vào miệng của ta, cướp lấy con cá của ta. Ta vội vàng đi tìm đại phu bắt ta ở lại một đêm mới cho ta hồi phủ, nói là còn phải điều trị để mà tránh lưu lại sự cố. Người đúng thật là suối quẩy. Cũng không sao. Ngũ Tử Ngang chạm vào vết thương ở trên môi của mình, đau đến nhe răng trợn mắt.
Việc này đúng thật là mất mặt, ta thì úp úp mở mở, làm cho cái chuyện này càng lan truyền lại càng vô lý, khiến hoàng thượng thật sự cho rằng ta đùa bỡn với khuê nữ nhà lành đó chứ. Quan độ rất hiếu kỳ. Như vậy tại sao hoàng thượng lại phạt ngươi tự suy ngẫm 3 ngày, chẳng lẽ không liên quan đến việc này hả? Ngụ Tử Ngang cười khổ. Bất quá hoàng thượng chỉ muốn nhắc nhở vài người, giết gà dọ khỉ, sau khi phạt ta như vậy thì không còn ai dám vào triều muộn nữa. Vừa nghe thấy như vậy thì Quan Độ không biết phải nói thế nào nữa, chỉ có thể vỗ vỗ vai Ngụ Tử Ngang mà an ủi hắn một chút. Ngụ Tử Ngang uống một ngụm rượu buồn bực, kích thích đến vết thương ở trên môi, đau đến mức hắn phải hít hà một hơi, trong lòng lẩm bẩm. Lần tới phải nói với Tần Ca, cắn ở đâu cũng được, miễn đừng có cắn ở trên môi. Ngày hôm sau, chuyện Ngụ Tử Ngang bị miêu cắn được lan truyền khắp nơi, đồng thời có một vị đại phu cũng công bố là hắn quả thật đã chữa trị vết thương trên môi của Lương Vương. Bất quá, Lương Vương vẫn cảm thấy mất mặt, vì vậy không cho phép hắn nói ra. Tần Ca sau khi nghe xong thì sắc mặt vẫn như cũ, không thể nói rõ là tốt hơn, nhưng bất quá cũng không còn nổi giận nữa, chỉ là 2 ngày liên tục triệu kiến Ngụ Tử Ngang. Lời đồn tự sụp đổ, cũng không có ai nói sau lưng Ngụ Tử Ngang gian díu với khuê nữ nhà lành. Người yên tâm nhất chính là Liễu Nhiễm, hắn cũng không muốn nữ nhi của hắn chưa xuất giá mà đã có tỷ muội. Tuy nói rằng nam nhân tam thê tứ thiếp cũng không có là gì, nhưng ai lại chẳng muốn khuê nữ nhà mình là phu nhân duy nhất, huống chi lại còn là vương phi. Chuyện này cứ như thế mà trôi qua, các đại thần thấy Lương Vương đến muộn bị phạt tiền, cho nên phá lệ chịu khó vào triều. Tuy rằng Tần Ca một tuần lễ chỉ lâm triều nhiều nhất là 2 ngày, đại đa số thời gian đều ở trong Tây Nõn Cát hoặc Đông Nõn Cát để nghị sự, nhưng mỗi ngày các đại thần vẫn phải thức dậy để mà tiến cung từ rất sớm. Mỗi ngày, Ngụ Tử Ngang đều ở bên trong nội cát uống trà, hoàng thượng cũng không phái hắn làm cái chuyện gì. Ngay khi có người nghĩ rằng hoàng thượng tính cho Lương Vương là một vương gia nhàn hạ, thì Tần Ca lại ban ra thánh chỉ. Lương Vương, Ngụ Tử Ngang thống lĩnh 3 vạn quân cận vệ, đồng thời chấp chưởng 5.000 thị vệ nội đình. Ngay trong ngày tiếp nhận nội cát, trở thành một trong những đại thần nội các giúp hoàng thượng xử lý chính vụ. Thống lĩnh nội đình thị vệ Khổng Tắc Quy và phó thống lĩnh Lý Thao không chỉ nghe lệnh của hoàng thượng mà đồng thời còn nghe lệnh của Lương Vương. Như vậy, Ngụ Tử Ngang trở thành người chỉ đứng sau một mình hoàng thượng. Trong lúc nhất thời triều đình xôn xao, những người nghĩ rằng Ngụ Tử Ngang đang từng bước bị thất sủng thì kinh ngạc khi thấy mình phán đoán sai lầm. Trong sự khiếp sợ của mọi người, Ngụ Tử Ngang mang theo Lương Vương lệnh, chấp chưởng quân cận vệ và nội đình, chính thức tiến vào nội các trở thành đại thần thứ 6 ở trong nội các, chính thức bước vào triều đình. Mặc kệ triều đình phản ứng như thế nào đối với cái chuyện này, ngày hôm sau Tần Ca bác bỏ tấu chương phản đối việc này của Thái Sư, thái độ phi thường kiên quyết. Tuy rằng sau đó Tần Ca tự mình đến phủ Thái Sư để cùng Thái Sư uống trà, nhưng việc Ngụ Tử Ngang tiến vào nội các là chuyện ván đã đóng thuyền.